Dạ con xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Nhỏ Miền Tây. Chào cả nhà. Cho con anh em tiếp tục săn bắt. Những con gì bắt được mình bắt, mời cả nhà cùng đi. Quá thơm cả nhà ơi. Khai trương con ếch bự cả nhà. Khai trương ếch bành kia cả nhà ơi. Bữa nay mới cho con bắt nước cạn vậy nè. Nhỏ xíu gì hết hồn con ếch nó chừng 300 gram chứ nhiêu, không đào không mệt hả cậu? Không mệt, không mệt luôn rồi. Đúng lắm, về ngồi về chích chưa chưa. Để cho con di chuyển tới địa điểm mới đó nha. Đường mà nó không chạy xe được nên là có một chiếc xuồng nè, con bơi qua sông. Cái đường phía bên này là cua bè em hút đất lên nè kìa, nên là không có di chuyển bằng xe được. Để cho con đi được bên sông á, quanh đây mình sẽ bắt ở ngoài cái đồng. Ở ngoài có cái đìa cả nha, để cho con lội vô ngoài. Hôm nay mấy giờ còn với mấy cậu cháu dặm dấu trên cái đìa nữa nè. Phía trước gạo muống dặm xíu mình quay lại mình mò. Bỏ vô cái đi. Bỏ vô cái nè. Ở
Cái cha con thường là dặm dấu xong cái mò hang đó nha. Mò hang cặp hai bên đó. Úp úp. Mò hang xong rồi mới mò lại dấu. Ừ, quá bự rồi. Không vô ra. Nhanh đi, nhanh đi. Ơi. Vứt. Ăn ngộ. Nè ơi, cái cô đồng viên cái chứ. Hết rồi. Điền đây. Mày muốn chết. Quá. Không khả nữa cậu. Thử đó đó mới bắt đó. Nặng cái bít cái dấu luôn. Cá chứ mò lát ăn không hết. Cái này con cái cá nè. Gái nặng cái đực nè. Con gái nó cái cá. Cái cái. Kiếm không ra. Gọi cái gỗ chạy. Ừ.
nó sạch với cái thùy con thứ hai. Thank you.
vô còn nhiều quá ha. Mấy trẻ con với mấy con cháu đi bắt cá cả nhà. Giờ đi vô. Thành quả hôm nay của mấy trẻ con mấy con cháu này cả nhà. Có ớt, có gù phi, với mớ có gù bự nữa. Ớt nó to to hơn. Cả mấy chị em cũng ăn xong rồi cả nhà. Chà bên đây bắt cái nồi cơm nè. Nấu lên nước cơm muốn cả nhà. Nay mình không có làm canh. Mày tự lộn mới nấu nồi cơm chắc nước. Khó lắm đó, đó. Phải dễ đâu. Cũng nhăn à. Chắc nước á. Mà cơm mà để nở quá thì lấy ra thì nhão nhiệt. Rồi nãy giờ cá mấy chị em cũng làm xong rồi. Cái phần cá hôm nay sẽ chiên tư ăn với nước mắm gừng. Tại vì dầu cũng sơ rồi anh cho cá vô luôn. Cha nấu xếp cơm nữa con. Rồi đấy không? Cơm nhão rồi. Nước hùng. Cơm vậy là ngon đó. Ừ. Đậy nắp lại là vừa. Là vừa đó. Mày để lửa nữa. Mới con. Ướp cái nồi vào. Phải nồi áp chảo rồi con. Mày ướp lại đấy. Thức ăn nấu cũng hoàn thành rồi nè cả nhà. À, con xin mời cha, xin mời cậu, xin mời cả nhà dùng cơm luôn. Trước khi cha con anh em ăn cơm ngoài đồng, giá đất đai, phước mặt phước mài về ăn uống. Giờ này cũng đói bụng rồi. Mà cả nhà, cơm với cá chiên tư chấm mắm gừng. Chấm là muốn lâu lắm rồi, bữa nay sao tập cũng muốn đỡ mới được rồi. Đâu đi. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Bữa nay hôm nay bãi chốt và cả nhà. Đảm đủ hết luôn. Rồi. Thơm. Dạ mời cả nhà nha. Người bắt cái chê chúng hôm nay đem gần theo em có phi không hết rồi rượu găm.
cơm. Mới giờ tôi nói bên này quậy không nổi á, hết á, nứt được khúc đó hàm. Mới vừa vào đầu nhìn thấy quá mê. Ừ. Nó bên này giàu luôn à. Đó là tại nó có hang hay sao nó gom gì đó nha. Hay là nó gom chết. Nó ít dữa nhiều. Gom bà kinh. Hay là gom bà kinh cá nó ra đó, nó gom nó ăn. Không hết nữa, chỗ nào nó ở hoài chứ đó. Vậy mà mấy đợt xa qua lại đó cũng có nữa đó. Nó có cục gì á. Mở cầm rồi bấy rồi, tôi bấy lại ngon. Cắn được cụ hịch nó cái trời cái em hổng cho anh coi chưa to quá. Nó có gom bự không? Tư ngon hai giờ con bắt cũng ham. Dung ạ, mình đang bắt bà cậu cho gì mình đang lấy. Cái cá mình đâu có nuôi được. Yeah.
Dạ thì để cho cha với mấy cậu cháu tiếp tục dùng bữa, xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.